Vâng, xin chào tất cả cô chú anh chị và tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh Phong Lan Rừng của em. Và hôm nay thì em sẽ lên một video để trả lời một số phản hồi của các bác, cũng như là thực hiện thao tác luôn trên cây phong lan của em. Trong thời gian vừa rồi sau Tết thì có rất là nhiều anh chị có phản hồi và gửi tin nhắn trực tiếp đến nhờ em chỉ cách khắc phục cây hồ điệp nó bị kiểu như thế này này. Đó, tình trạng chơi hoa sau Tết thì rất là nhiều người hiện tượng nó như thế này. Một số bác thì mới mua về chơi năm đầu, một số bác thì cũng chơi năm 2, năm 3 rồi, thế nhưng vẫn bị cái hiện tượng như thế này. Và bây giờ em sẽ tiến hành khắc phục nó luôn các bác nhé. Ok. Và trước khi tiến hành thay giá thể thì chúng ta cũng nói sơ qua một chút về cây hồ điệp các bác nhé. Thực tế thì cây hồ điệp nó là một cây không hề dễ chơi một chút nào cả, rất là khó thuần luôn. Đây, cây này của em này, đấy, cũng trồng được ngót nghét 3 năm rồi, thế mà nó vẫn cứ ẻo ẹt như thế này, rất là khó thuần nhé. Khi mà chúng ta mua về, chúng ta không dứt bỏ cái phần giá thể này của nó đi, thì cái bộ rễ này ra bao nhiêu nó thui hết bấy nhiêu, rất là khó phát triển và có hiện tượng là nó đi xuống như thế này này. Nếu mà cây này cứ để như vậy thì sau 1 đến 2 năm nữa là nó sẽ không còn một cái lá nào luôn, trơ trụi như thế này luôn này. Nên bây giờ chúng ta sẽ phải tiến hành đổ hết cây giá thể này của nó đi và chúng ta sẽ làm lại một bộ rễ mới hoàn toàn nhé. Đó, các bác thấy không? Cây rễ của nó không hề đâm xuống giá thể. Này, những cái rễ này của nó cũng đã khô hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cắt sạch sành xanh đi, chỉ để lại một số rễ tươi thôi. Thực ra cái dòng lan này nó sẽ rất là khó ra rễ đấy. Nó không phải là như lan, một số lan rừng đơn thân khác đâu. Chúng ta sẽ phải kích rễ loại này chúng ta. Nên là loại này chúng ta sẽ phải dùng những loại thuốc kích rễ như là N3M hay là các loại kích rễ trên thị trường. Một cây lan khá là yếu ớt nhé. Và chúng ta sẽ trồng thử nó sang giá thể mới sau khoảng 1 năm phát triển, xem là nó có vượt trội hơn nhiều so với giá thể để nguyên không. Cái sai lầm của các bác mới chơi là không rũ bỏ cái phần giá thể này của nó đi này. Rất là nhiều bác gặp phải cái vấn đề này, cho nên là khi mà chúng ta chơi Tết xong nó càng bị suy hơn nữa. Rễ thì không ra được, cái giá thể của nó thì ra bao nhiêu rễ nó cũng bị hỏng hết này, rất là khó phát triển luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ngâm xử lý. Chúng ta sẽ dùng hùng nguyễn để chúng ta ngâm nhé. Bằng này nước chúng ta sẽ pha tầm 20 giọt. Năm giọt bimix. Cái này là thuốc kích rễ nhé. Nó là thuốc bimix. Nó cũng tương tự như là N3M thôi, nhưng mà loại này nó là thuốc nước. Khuấy đều lên và chúng ta sẽ tiến hành ngâm. Nhúng cả cây luôn nhé. Đợi trong 30 phút. Và sau khoảng 30 phút ngâm thì chúng ta sẽ vớt ra và tiến hành mang đi trồng. Hồ điệp là một loại cây khá là ưa thoáng dễ, cho nên chúng ta sẽ trồng ở những cái chậu phù hợp nhé. Còn các nhà vườn người ta trồng trong giá thể như là sơ dừa mà họ vẫn phát triển tốt thì chúng ta không biết họ trồng cách nào. Thế nhưng em thấy là nếu mà chúng ta trồng ở mức cái giá thể ẩm thì rễ của nó rất là hay thối, và một cái chậu bí không có thoáng gió thì rễ của nó thường bò ra ngoài và nó sẽ không có đâm vào trong giá thể. Nên là chúng ta sẽ chọn những cái chậu nó thưa hơn để chúng ta trồng nó sẽ phù hợp hơn.
Vậy là chúng ta vừa ghép xong một cây hồ điệp với một cây hồ điệp nó đang suy kiệt như thế này, và chúng ta sẽ khắc phục nó trong vòng một tháng. Và cái chế độ chăm sóc sau khi chúng ta phục hồi những cây này thì chúng ta sẽ có 3 loại phân thuốc. Thứ nhất là B1 này, thứ hai là Atonic, thứ ba là kích rễ Bmix hoặc là N3M đều được nhé. Trong ba cái loại dưỡng chất này thì nó rất là cần thiết để chúng ta có thể phun cho nó hấp thu qua đường lá, và nó sẽ kích thích cây nó nhanh ra rễ hơn và phục hồi thể lực cho cây. Vì cây như thế này nó đã rất là suy rồi, nó không còn dinh dưỡng nữa, nên là chúng ta sẽ bổ sung qua đường lá và nó không có rễ để hút. Và lưu ý với các bác là để phục hồi những cây suy này thì chúng ta sẽ sử dụng liều lượng là cực kỳ loãng nhé, 1/3 so với nhà sản xuất người ta đưa ra, và chúng ta 3 ngày chúng ta tưới một lần những dinh dưỡng đấy, thì những cây như thế này sẽ phục hồi rất là nhanh và rất khỏe nữa. Còn nếu mà các bác mới mua những cây của các nhà vườn thì các bác nên có những cái chất giải độc cho cây ban đầu như là nha đam này, nha đam đây, nha đam hoặc là B12. B12 loại dùng cho lan và dùng cho người đều được nhé. B12 thì chúng ta phun liều lượng như nhà sản xuất người ta đưa ra thôi, chúng ta không phải pha loãng đâu, cái đấy nó vô hại mà. Nó vừa giúp giải độc những cây trong những cây lan của chúng ta. Vì chúng ta mua những cây lan công nghiệp của các nhà vườn thì nó rất là nhiều những chất kích thích sinh trưởng trong cây. Chính vì thế nên nguyên nhân chúng ta rất là khó thuần những cây hồ điệp là do những cái chất kích thích sinh trưởng nó tồn dư trong cây, và chúng ta không có những chất đấy thì đương nhiên cây của chúng ta sẽ bị chột và có hiện tượng như thế này đây. Nó có thể bị suy dần và càng lúc nó càng bé lại và nó sẽ chết cây. Đó, đấy là những cái kinh nghiệm chăm sóc cây hồ điệp rất là phổ biến và ai cũng sẽ làm như vậy nếu mà những cây suy. Và video của em cũng hơi dài, em cũng xin phép được kết thúc tại đây. Nếu mà lần đầu các bác đi qua thì thấy hay, thú vị thì các bác đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh nếu chưa đăng ký kênh các bác nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Em sẽ cập nhật lại tình hình của cây sau một tháng cho tất cả các bác cùng xem.